Kính thưa quý thính giả, để liên tục chương trình diễn ngâm sấm giảng người đời của ông sư Giải Bán Khoai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến cuốn thứ 10. Nam mô A Di Đà Phật. Trước đèn xem truyền Tây Minh, thấy đời trần hạ vô tình lắm thay. Ngọc hoàng cầm sổ nơi tay, quyết mà vũ bỏ đời nay hỗn hào. Nam tào kinh khủng khấu đầu, xin thương trần thế đạo màu truyền ban. Ngọc hoàng nghe nói rất mừng, sai người giả vỏ qua miền lối âm. Kế đó Phật tổ Gia Lâm, tô cùng ngọc đế thấp cao tỏ tường. Minh dương có tới Phật đường, giáo khuyên dưới thế trung ương tu trì. Lại cày Di Lặc bôn phi, qua xin thượng đế cứu thị trung ương. Di Lặc qua tới thiên đường, thiên đình dài rước ngọc đường hồi qua. Chẳng hai bay cơ trào ca, dân du ta bà hay có gì đây. Di Lặc Phật mới tấu bài, lối âm Phật tổ giải rài qua đây. Ngọc hoàng mới tỏ lời này, chẳng hay Phật dạy quá rài làm chi. Di Lặc mới tấu một khi, minh dương cầu Phật cứu rài trung ương. Cuối sinh thượng đế xót cơ thương, xin đừng vũ sổ cõi trần trung ương. Minh dương như đất đoan trường, qua tới Phật đường cầu cứu thế gian. Thiên đình nghe nói khó toan, sổ dân trung giới đã tròn bắt quân. Biểu lo vũ bỏ trần gian, chẳng biết có còn hay vũ sổ đi. Nghe qua Di Lặc sầu bi, thương thay hạ giai xiết chi ưu sầu. Thiên đình tỏa trước ngọc lầu, từ bi Phật hải qua rài Bắc môn. Đặng hỏi bắt đầu tình quân, sổ dân trung giai có còn hay không. Phật dân gia dò đằng dân, bắc phương nhâm quỷ thiên môn bước vào. Bắt đầu vội vã thình vào, bạch qua với Phật tới âu chuyện gì.
Di Lặc mới nói một khi, có lệnh thiên trước ngày rài lôi âm. Sai tôi Di Lặc đằng dân qua xem sổ bộ cõi trần trung ương, chẳng hay sổ nọ tại đường hay là đã dụ thời phân tôi tường. Bắt đầu lại bạch tỏ tường, cam thương trần thế nên tôi chưa đành. Nên xin Thượng Đế từ bi thơ dung cho kẻ ngu si dưới trần. Thiên đình nghe tấu có nhân, phần thì có Phật Tây Đường cũng xin. Bắt đầu bạch hết chân tình, lời cùng Di Lặc đinh ninh lời này. Xin Phật trở lại lối âm, nói cho mình đế phải răng cõi trần. Trung ương không kể thánh thần, lại thêm rủa chửi nhiều lần bất nhân. Lương thần tư mạng lên chầu, tội dưới dương thế người tâu muôn phần. Lại thêm tam vị thi thần, canh thân nhật lệ nạp cung một lần. Tội dữ thiệt đã vô ngần, xem trong kinh sổ khó phần thứ tha. Rồi tâu nhờ có Thích Ca, vì lòng minh đế mà tha dương trần. Kể từ mẫu ngũ tấn binh, nếu còn thối dữ thác rồi đừng than. Nếu ai ăn ở nghìn ngang, kêu chỉ có nay đừng than đừng phiền. Kêu phước thì có phước liền, kêu quả quả tới liền liền đâu sai. Ác nhân tai quả tài gia, làm lành mà đức Phật mà vừa theo. Nghênh ngang như cột xa kèo, làm lành hộ có Phật tiên thánh thần. Bấy lâu Phật ở nước Tần, bây giờ Phật lại trở lần về Nam. Chẳng cần chùa miếu đình Nam, thảo lư nhân đức có hàng Quan Âm. Chùa Am rực rỡ chớ lầm, là nơi danh lợi dứt thầm thế gian. Phật trời tiên thánh nào ham, làm cho hao tốn của dân dương trần.
Phật trời thương kẻ đức nhân, Phật trời đâu muốn bát tiền của dân. Thánh thần thương kẻ hiếu ân, thương người nhân đức nào cần dịch theo. Thánh xưa cấm chẳng sát sanh, thánh thần nào biểu sát sanh bao giờ. Tại trong thiên hạ ước mơ, kêu rùa ôn dịch dịch ôn áp vào. Hồi xưa ma quỷ đường trào, bây giờ ma quỷ đường trào khiến sai. Biểu xuống trùng giai nhờ hành hài, răng kẻ bạc ác ước mơ sắc cơ tài. Ấy quyền chẳng có kể ai, đánh trời chẳng kể chê bai luôn thường. Ngọc hoàng xem thấy thảm thương, sai hàng công nữ xuống nơi dương trần. Người thời giả kẻ bần nhân, người thời đều đỏ má hồng tốt xinh. Thiện nam xem thấy đồng tình, tham bề trăng gió bỏ mình dông thân. Tình nữ ác đức bất cơ nhân, ỷ mình danh lời bán buôn lành phần. Bất kỳ già trẻ không cần, ỷ ngôn chửi rủa mắng thôi muôn ngàn. Nói mình là chỉ bán hàng, lẽ nào mà lại thua đàn nhà quê. Công nương giả kẻ giải khờ, mua tôm mua cá mua rài trầu cao. Mua gấm mua nhiều sắc màu, của người trả một thử rài làm sao. Người hiền đâu biết cơ giá nào, phải thời mua bán không thời làm nên. Đưa hùng nó chẳng vì tình, ỷ khôn hỗn ẩu nói mình rằng lanh. Công nương đâu có tương tranh, mới lỗi một lần không chấp làm chi. Để coi nó biết vậy thì, bỏ tánh hỗn ẩu làm lành hay không. Thường ngày đi khắp chợ đông, tới đâu coi cùng không ai làm lành. Công nương thấy vậy thêm phiền, muốn trừ hung dữ dưới miền chợ đông. Phố xa đâu cùng đều lầm, bán hàng nhiều đứa ăn nằm chẳng yên.
Lâm bình thiệt rất chẳng hiền. An nam lấy khách ỷ tiền dông thân. Bạn hàng thiệt hồn muôn phần, bán dành mua vật thiệt loài cường phu. Thấy vậy cài ác nó tu, huống chi quần tước ngang tàn làm chi. Nhân sanh thiên số nàng kỳ, không ai ở đằng ngoài trời mà vô. Chớ nên hung ác hồ đồ, lâm vào khó gỡ như cờ bị dây. Thấy đời tôi lại sầu tây, đêm nằm nước mắt chảy ngay lưng tròng. Cảm thương thiên hạ long đông, phải chi ba tánh một lòng như tôi. Như cây khô đã nứt chồi, tu nhân tích đức Phật trời mến thương. Cõi trần ít kẻ hiền lương, cho nên lộn lạo âm dương vậy mà. Có tu Phật độ an hòa, lung lăng ma quỷ khảo tra liền liền, làm cho tốn của hao tiền, tàn gia bại sản nào yên thân mình. Khiến cho thiên hạ bất cứ bình, anh em lộn lạo sanh linh nào hòa. Tôn heo tôn dịch tôn gà, hết của trong nhà thiếu nợ người ta. Nói thời thiên hạ ghét ta, vì tình đồ để trao ra một bài. Cảm thương trần hạ gái trai, ra bài giáo thiện khỏi tay nắng sầu. Bây giờ còn dấu chi đây, từ đây riết tới không lâu mà chờ. Binh dần nhiều chỗ bơ vơ, qua năm đinh mạo như tơ rối cuồng. Năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hội lụy tuôn dầm về. Vậy mà chưa mấy ủ ê, trung ương rồng lộn ê hề thay thế. Mèo kêu riết tới ai bi, tới gà về ổ dân thì bình an. Thương thay đồ đệ ngồi ngồi, mang lời thế sự không nguôi tâm lòng. Gàn cho tơ đục tới trong, thương thay đồ đệ hết lòng chẳng buông. Lửa đồng mà đúc lấy vuông, lửa người hiền đức mà thương lâu dài.
Huệ lưu ký ta một bài diễn bán châu quần hậu lai phán tường. Văn dài lời nói thảm thương, muốn thời hải đọc không thời đừng nghe. Giảng kinh không phải thơ dè, nên ngồi đặt đặng không nghe lại cười. Giảng kinh có tiếng không người, chứng có chín mười không phải mình tôi. Huệ lưu bút ký tả rồi, đặng cho thiên hạ dấu rồi để đời. Nam mô Tam giáo cộng đồng chứng minh độ người dương thế. Nam mô Tam giáo cộng đồng chứng minh độ người dương thế. Nam mô Tam giáo cộng đồng chứng minh độ người dương thế. Nam mô A Di Đà Phật.